Xin chào các bạn, hôm nay trên bàn của mình là một cái đồng hồ đến từ nhà Citizen các bạn ha. Thật ra mẫu này trước đây mình đã từng giới thiệu đến các bạn rồi, nhưng mà cái mẫu trước đây là cái mặt nó màu đen, màu xanh các bạn. Còn hôm nay ha, thì trên bàn của mình là một cái mẫu đồng hồ Citizen, đồng hồ cơ, máy automatic các bạn ha. Thì trước khi nói về cái đồng hồ thì đây, cái hộp của nó cũng chỉ có cái sách hướng dẫn thôi các bạn ha, để chúng ta biết sử dụng. Và đây là nhân vật chính của chúng ta nha các bạn. Citizen Automatic. Mẫu này thì trước đây mình đã gửi đến các bạn rồi, thì cái mặt của nó là màu xanh các bạn ha. Còn hôm nay là cái mặt nó màu đen các bạn. Đó. Và đây là cái mẫu NH350 59E các bạn ha. Đó. Citizen. Máy auto. Cái này thì không lộ máy các bạn ha. Đó, mà biết không lộ máy. Chúng ta sẽ có một cái máy của Nhật này, 85130059. 95 các bạn ha. Chúng ta sẽ có độ chống nước của cái này là đến 50 mét, cũng rất là ok. Mặt màu đen. Kẻ vân caro các bạn ha, rất là xịn sò. Mẫu này các anh em văn phòng đeo thì cũng rất là đẹp ha. Có này là size nó 40 các bạn, đây ha, size 40 các bạn ha. Nếu tính cả núm nó sẽ là 43. Đó. Chúng ta sẽ có một cái đồng hồ có 3 kim ha, giờ phút giây. Ở phần ô 3 giờ thì sẽ có thêm thứ ngày nữa các bạn ha. Máy auto Citizen. Kim trôi rất là đẹp các bạn ha. Các cọc số thì được thể hiện bằng các số La Mã các bạn nhé. Nhưng mà nó cũng là cái số cách điệu thôi các bạn. Ví dụ như số 12 này, số 1 này, 2 này. Nên đến ở số ô số 3 thì nó lại là một cái gạch ha. Ô số 4 thì là 4 ha. 5 giờ thì lại là một cái gạch nữa ha. Đó thể hiện số La Mã. Những cái số chính thì nó sẽ thể hiện chính xác số ha. Còn không thì nó chỉ là một cái gạch thôi. Đó, máy auto vân caro màu đen rất là đẹp các bạn nhé. Đây, và lên tay như vậy các bạn rất đẹp, rất phù hợp cho các bạn nam văn phòng ha, hay là các bạn nào hơi đứng tuổi thích sự lịch lãm và pha phần hơi trẻ trung ha. Cái này thì đa số người trên 25 mới đeo thôi các bạn, trên 30 luôn á, nhưng mà nó vẫn có những cọc số thể hiện bằng các cái gạch ha, thì nó vẫn là rất là trẻ trung đó. Nhưng bạn nào thích nhà gu vintage ha, chúng ta sẽ có thể đeo cái này. Size 40 rất là dễ đeo với người Việt Nam ha. Vân caro văn phòng, cái này size văn phòng thì các anh sẽ rất thích. Đi làm, đi giao tiếp, đi giao tế ha, đeo một cái đồng hồ lịch sự, máy auto rất đẹp. Rồi. À, những sản phẩm trên tay thì mình đều có bán, các bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình theo số điện thoại Zalo mình để ở đầu video hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ nước hoa mỹ phẩm chính hãng như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.